Khi mà những hậu quả của vụ nổ ga gây rung động dư luận trong thời gian qua tại khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh còn chưa được khắc phục hết, thì tại Hà Nội, ngay giữa khu dân cư, nơi có hàng nghìn người dân sinh sống, một công ty kinh doanh ga ngang nhiên đấu nối, bơm ga công khai và thiếu tiêu chuẩn an toàn. Điều đáng nói là hoạt động này đã diễn ra hàng năm nay, nhưng các cơ quan chức năng lại không hề phát hiện ra. Đây là những hình ảnh do phóng viên VTC14 ghi lại được trong chiều ngày 19 tháng 12 năm 2012. Nhân viên của công ty ga Sông Hồng đang tiến hành chuyển ga từ các bình nhỏ sang hai bồn chứa lớn ngay giữa khu vực sân của đơn vị này. Đây chính là hai bồn ga để cung cấp khí đốt cho toàn bộ khu dân cư trong khu đô thị Mỹ Đình. Tuy nhiên, thay vì lấy ga từ các nhà cung cấp lớn, công ty này lại dùng các bình ga nhỏ để chuyển sang bồn lớn rồi cung cấp cho cả khu đô thị. Hoạt động phân phối ga diễn ra giữa khu đô thị đông người và là địa điểm tiếp giáp với ba trường học lớn trong khu vực là Trung học phổ thông Lomonosov, Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm, Mẫu giáo Lê Quý Đôn, đã khiến cho nhiều người dân thực sự hoang mang và lo lắng. Bây giờ dân cư người ta vẫn lo lắng bởi vì là trong khu này thì cũng nhiều là trường học, rồi là dân nhiều nhà cao tầng, đông khách. Là xây dựng trường mầm non ở bên cạnh một cái nhà ga như thế thì là một cái nỗi lo rất lớn của ban giám hiệu nhà trường. Và cái này thì trong các cuộc họp phụ huynh thì rất nhiều lần phụ huynh là đã có ý kiến. Đấy là đề nghị là nhà trường gửi đến các cấp thẩm quyền để xem là liệu cái công ty ga bên kia nó có đảm bảo các cái tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy cũng như là an toàn cho tất cả những hộ dân, đặc biệt là các con học sinh ở các trường xung quanh. Tuy nhiên, dù hoạt động này đã diễn ra nhiều năm, lặp lại nhiều lần, nhưng các cơ quan quản lý địa phương, ở đây là công an xã Mỹ Đình, lại có vẻ như không hề hay biết. Địa bàn nó rộng như này, lúc 50 mấy nghìn dân, làm sao mà mình chỗ nào đi hết được. Chứ còn nếu thế thì cái cơ sở đấy là nó mới hoạt động, chứ không phải là lâu. Trong khi đó, theo đội quản lý thị trường số 6, đơn vị quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thì trong thiết kế kỹ thuật để đảm bảo an toàn chống cháy nổ của công ty ga Sông Hồng, hoàn toàn không có khâu bơm ga từ bình nhỏ sang bồn chứa lớn. Việc hoạt động sai thiết kế đang đe dọa tính mạng của hàng nghìn cư dân đang sinh sống tại đây. Khi có những sự thay đổi về kỹ thuật trong phòng cháy chữa cháy mà cái nhân viên thao tác, đúng không? Xong quá trình làm việc nhân viên thao tác có thể sai một quy chuẩn nào đó, dẫn dàng sẽ dẫn đến cháy nổ. Năm 2012, cả nước ghi nhận hàng chục vụ cháy nổ bình ga gây thương vong cho không ít người dân. Trong khi đó, giữa khu đô thị hàng nghìn người sinh sống, hoạt động phân phối mất an toàn vẫn đang diễn ra hàng ngày. Thực tế đã chứng minh, ngay cả khi hệ thống được vận hành đúng chuẩn thiết kế, vẫn có thể gây ra những vụ nổ lớn thì không ai dám chắc một quy trình được vận hành sai thiết kế lại không gây ra thảm họa. Sau vụ cháy nổ ga diễn ra tại khu công nghiệp Thuận Thành, Bắc Ninh trong thời gian gần đây, khiến hàng chục người bị thương, thì cái sự lo lắng của những người dân tại khu đô thị Mỹ Đình 2 càng tăng lên gấp bội. Bởi vì chưa cần biết cái sự hoạt động của công ty ga Sông Hồng là có phép hay không, thì ở ngay giữa cái khu dân cư có hàng nghìn người như thế này, và đặc biệt là ở xung quanh lại có rất nhiều các cái trường học, thì cái lo lắng của người dân không phải là không có cơ sở.